Mới đây, FIFA đã quyết định tăng số đội tham dự vòng chung kết World Cup nữ từ 24 lên thành 32 đội. Chủ tịch Gianni Infantino cho biết, thành công đáng kinh ngạc ở World Cup năm nay cho thấy đây là thời điểm để thực hiện các bước cụ thể nhằm thúc đẩy và phát triển bóng đá nữ. Tôi rất vui khi đề xuất lần này trở thành hiện thực. Hiện tại, chưa rõ Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ phân bổ 8 tấm vé tăng thêm cho các châu lục ra sao. Ở hai kỳ World Cup gần nhất, khi tổng số đội tham dự là 24, thì châu Á có 5 suất tham dự. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam đã ở rất gần với tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup, đó là kỳ World Cup 2015. 4 năm sau, tuy rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam không lọt vào top 5 đội mạnh nhất châu lục để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2019 trên đất Pháp. Theo bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 35 thế giới và thứ 6 ở châu Á. Với 8 suất tăng thêm ở World Cup 2023, khu vực châu Á nhiều khả năng sẽ có thêm một suất tham dự hoặc hơn. Đây là cơ hội để tuyển nữ chúng ta góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cách đây ít ngày, Liverpool đã chiêu mộ thành công sao Mai 16 tuổi, Harvey Elliott. Để có được ngôi sao trẻ người Anh, The Kop đã phải chi số tiền 7 triệu bảng, đồng thời phải trải qua cuộc cạnh tranh rất quyết liệt với những đại gia khác như Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain hay Real Madrid. Về khoác áo Liverpool chưa được lâu, Elliott đã vướng phải một vụ lùm xùm không đáng có khi cầu thủ này đã đăng tải một video lên Snapchat. Trong đó, anh đã có hành động chế nhạo và xúc phạm tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur. Tài năng trẻ 16 tuổi này mới đây đã phải đăng đàn gửi lời xin lỗi đến tiền đạo người Anh cũng như các cổ động viên. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành cho bất cứ hành vi mang tính xúc phạm nào của tôi trong video đã được đăng tải trên mạng Internet. Video này được quay khi tôi chơi đồ cùng với những người bạn của mình ở một nơi riêng tư và không hề có ý công kích bất kỳ cá nhân nào. Nhưng tôi nhận ra rằng hành động của mình thật ngu ngốc và thiếu chín chắn. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, nội dung của video hoàn toàn không phản ánh được tôi là ai và nhân cách của tôi như thế nào. Tôi thực sự xin lỗi. Trích thư xin lỗi của Harvey Elliott. Vào đêm qua, ở trận chung kết Audi Cup, Bayern Munich đã phải nhận thất bại trước Tottenham. Ngoài ra, hôm sáng còn phải nhận tin đáng buồn hơn là cầu thủ trụ cột Kingsley Coman đã phải dính chấn thương khá nghiêm trọng. Cụ thể, anh vào sân ở phút 71 để thay cho Marcin Zila và chỉ sau 4 phút, Coman dính chấn thương và sau đó đi thẳng vào đường hầm với sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Theo ghi nhận của Bill, ngôi sao chạy cánh người Pháp Paris Saint-Allianz Arena với đầu gối bị sưng khá to và phải băng bó. Huấn luyện viên Niko Kovac cho biết, ông chia rõ mức độ chấn thương và mong Coman có thể trở lại trong vài ngày tới. Hồi đầu năm nay, ngôi sao 23 tuổi sau khi dính một chấn thương đã từng tính tới chuyện giải nghệ sớm. Không dừng lại ở đó, Bayern còn có nguy cơ mất Serge Gnabry ở trận tranh siêu cấp Đức. Cầu thủ chơi xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019 của Hùm Xám cũng gặp chấn thương tại Audi Cup. Anh chỉ có thể chơi vỏn vẹn 20 phút trong trận thắng Fenerbahce trước khi rời sân do gặp vấn đề về cơ. Theo thông tin mới vừa được Sport đăng tải, Barcelona đã đạt được thỏa thuận cá nhân bán Malcolm cho Zenit. Đội bóng của Nga sẽ trả 40 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo này. Ngoài ra, Barca có thể nhận thêm 5 triệu euro nữa, tùy vào các điều khoản phát sinh. Mùa hè năm ngoái, họ đã mất tới 41 triệu euro để mua anh về từ Bordeaux. Tài năng trẻ người Brazil rất được kỳ vọng ở Camp Nou nhưng lại không thể hiện được nhiều. Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dự kiến trong vòng 48 giờ tới, Zenit sẽ công bố thương vụ Malcolm. Hiện tại, đội bóng của Nga đang đàm phán một số thỏa thuận cá nhân để sớm đưa ra thông tin. Ngoài ra, Barca cũng đang cân nhắc thanh lý một số cầu thủ khác không còn nằm trong kế hoạch sử dụng như Ivan Rakitic hay Philippe Coutinho. Theo Sport, giám đốc điều hành Leonardo của PSG đã đích thân bay sang Trung Quốc để gặp Neymar và thuyết phục anh ở lại câu lạc bộ thêm một năm. Theo thông tin mới nhất vừa được tờ báo này đăng tải, mục đích của Leonardo là mong muốn Neymar lại thêm một năm và sẽ cho phép anh ra đi vào mùa hè 2020. Nếu Neymar không đồng ý, ban lãnh đạo đội bóng sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vài ngày tiếp theo. Vào thời điểm này, việc thuyết phục Neymar lại PSG là rất khó khăn. Mối quan hệ giữa cầu thủ này với ban lãnh đạo cũng như với huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng như các cổ động viên của đội chủ sân công viên các hoàng tử đã đổ vỡ và rất khó để hàn gắn. Vào chiều ngày 3 tháng 8 tới, PSG sẽ chạm trán với Gen trong trận tranh siêu cúp Pháp trên sân vận động Saint-Gen Universiade. Ở trận đấu này, Neymar sẽ không thể ra sân vì án treo giò. Mới đây, tờ Mirror tiết lộ thông tin siêu cò Jorge Mendes đã đến trung tâm Carrington để đàm phán với Manchester United. Nguồn tin này khẳng định siêu cò người Bồ Đào Nha đến để chốt hợp đồng với Hannibal Mabry với đội chủ sân Old Trafford. Cũng theo Mirror, Quỷ Đỏ đã đạt mọi thỏa thuận chiêu mộ Hannibal Mabry và chính thức đền bù cho Monaco khoảng 10 triệu euro để có ngôi sao 16 tuổi đầy triển vọng này. Man United đã vượt qua ba đối thủ nặng ký là Arsenal, Bayern Munich và Lyon để có được chữ ký của Hannibal Mabry. Theo Mirror, đêm nay hoặc ngày mai, cầu thủ trẻ này sẽ đến kiểm tra y tế trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó, tờ Liquid xác nhận rằng tiền vệ này đã chính thức là người của Man United. Hannibal Mabry đã có 8 lần khoác áo tuyển U16 Pháp và được coi là xương sống nơi tuyến giữa, lối chơi nhanh nhẹn, tầm hoạt động rộng cùng với những đường truyền chọc khe vượt tuyến là điểm mạnh của tài năng trẻ này.
you're ready.